Mẹ đi chống dịch lâu ngày chưa về, bé gái bật khóc đòi bế khi thấy mẹ trên TV. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái òa khóc nức nở khi bất ngờ nhìn thấy mẹ xuất hiện trên TV. Dù được người thân bên cạnh dỗ dành, nhưng bé gái vẫn liên tục nhìn về phía màn hình TV khóc rồi giơ hai tay đòi mẹ bế. Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người xúc động. Có lẽ bởi em bé quá nhớ mẹ, sau nhiều ngày không được gặp gỡ, không được mẹ ôm ấp vỗ về nên cô bé đã òa khóc. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hương, dì của cháu bé, cũng là người đăng tải đoạn clip nói trên cho biết em bé ở nhà được gọi là Kem, 20 tháng tuổi. Mẹ của bé là bác sĩ của bệnh viện 103 và đã đi chi viện cho tâm dịch Bắc Giang được 2 tuần. Theo tìm hiểu, được biết vị bác sĩ xuất hiện trong một chương trình phóng sự của truyền hình quốc phòng Việt Nam và là mẹ của bé Kem là chị Nguyễn Thị Hạnh. Chị Hạnh là một trong những chiến sĩ áo trắng của bệnh viện 103 đang đi tăng cường chống dịch ở Bắc Giang. Trong đoạn phóng sự ngắn, chị Hạnh cũng chia sẻ nỗi nhớ con cũng như trăn trở của bản thân trước khi lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang. Nhắc đến con nhỏ, chị Hạnh nghẹn ngào. Khi tôi nhận nhiệm vụ là lúc 10 giờ đêm, thông báo của bệnh viện là 7 giờ 30 sáng hôm sau tập trung để lên đường. Lúc đó cảm xúc của tôi rất là sợ vì đây đúng là lần đầu xa con mà con lại còn quá nhỏ nên thương lắm. Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không thể ngủ được, cứ nhìn con là tôi lại khóc. Sáng hôm sau khi chồng tôi đưa sang bệnh viện, trên đường đi chồng cũng động viên nhiều lắm nhưng thật sự là cũng không yên tâm cho hai bố con ở nhà. Khi lên đến đây rồi thì tôi cũng bị căng sữa và tắc sữa còn sốt nữa. Cứ một lúc như thế tôi lại nhớ đến con nhiều hơn, lúc nào rảnh rỗi lại nhớ con, thương con. Cả ngày tôi chỉ dám gọi một cuộc video cho nó thôi. Lúc đầu thì nó cười, nhưng lúc sau lại nói: "Mẹ ơi, bế", làm tôi không thể kìm lòng nổi. Ngay khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người xúc động. Nhiều người không khỏi nghẹn ngào trước những chia sẻ của bác sĩ Hạnh và hình ảnh của bé Kem đang nức nở đòi mẹ bế bồng. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nên không ít người đã gửi lời chúc cho các y bác sĩ ở tuyến đầu hãy vững tâm, cố gắng bảo vệ sức khỏe cho bản thân để làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch. Đồng thời, dân mạng cũng bày tỏ mong mỏi những lực lượng tuyến đầu sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về với gia đình và người thân trong niềm vui chiến thắng dịch bệnh COVID-19.